Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức Hội nghị Toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt. Đây là Hội nghị Toàn quốc đầu tiên về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Hội nghị sẽ diễn ra ngày 24 tháng 12 tại trụ sở chính phủ, kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu ở các địa phương. Đến nay công tác chuẩn bị đã hoàn tất, dự kiến 7 bộ ngành, 63 tỉnh thành đều có các bài tham luận liên quan đến nội dung quản lý. Ngoài ra tại hội nghị sẽ có 15 báo cáo tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, một số doanh nghiệp liên quan và 3 trung tâm thực hiện công nghiệp văn hóa của cả nước là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. 12 ngành công nghiệp văn hóa thuộc nhiều bộ ngành quản lý thì có 6 ngành là điện ảnh, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, phần mềm và các trò chơi giải trí đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng. Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch kỳ vọng sau hội nghị với sự chung tay của các bộ ngành địa phương, chuyên gia, nhà quản lý, sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ có sự phối hợp nhịp nhàng, nhiều cách làm mô hình hay để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam phát triển xứng tầm.